Dạ, Thanh Tần chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vô Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Tần có mặt tại thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương. Và ở đây là trường học cả nhà ơi. Nghe nói là đang chuẩn bị sửa chữa lại để làm kiến trúc xá. Này, trường học này bó quan 15 năm rồi cả nhà. Và giờ Tần mời cả nhà cùng theo dõi xem là ba của Tần cùng với nhóm thợ cưa sẽ cưa tỉa cành cây xà cừ này như thế nào nha. Cây xà cừ này quá to luôn cả nhà. Tại phía bên trong này có mấy cây xà cừ nè. Bởi vậy mấy cái nhánh nó không có dè vô đây được cả nhà. Nó hết nắng nó không có đưa nhánh vô đây. Nó mới đưa nhánh ngược qua đây để kiếm ánh sáng để nó phát triển cây. Bởi vậy nhánh giờ nó dè qua cái nhà kế bên không. Nãy giờ ba cái lần lên trên túm dây điện lên nè. Giờ chút với anh Tiến anh leo lên trên nóc nhà để hồi ba cái tầng cắt treo mấy cái nhánh xuống nóc nhà cả nhà. Rồi anh Tiến với bác Út ở chỗ Út thì cắt nhánh nhỏ dục xúc. Rồi giờ tầng mời cái nhà cũng tiếp tục theo dõi xem là nhóm ba cái tầng sẽ cưa những cây này như thế nào nha. Em giỏi tay em ơi. Ở trên đó nó mọc cái cây gừa lên đó luôn cả nhà. Chú Út chuẩn bị cắt. Hả? Cắt giùm ba luôn. Vô cái bát luôn á. Tháo ra đi. Chung còn mạnh thôi mà ông Vinh cái dàn nó không chung cái đầu nè đem đâu em qua bán cho trai á cũng vậy tọt chú Vinh qua đây cái đó mình mua hai cái hai hình hùng gì không nữa cuốn dây. Giờ ba cái bằng leo từ cái nhánh của cây xà cừ lên luôn cả nhà. Từ nóc nhà, nhánh dè qua nóc nhà nè. Này dục dây giống rồi phải không? Dây này dây giống không? Mở ra. Giờ anh Trung anh leo lên cưa phụ cùng với bao cái tầng nhung nha cả nhà. Thì hôm nay Toàn ở Bình Dương, có mặt tại Bình Dương nữa là 4 ngày cả nhà, 3 đêm. Quá trời, cây này kia quá trời kiến vàng luôn. Cô nhiều lắm.
Giờ bắt cái tầm cột treo mấy cái nhánh nào mà nó dè qua nóc nhà trước cái nhà. Cột máy nhẹ lên giùm cái coi. Cột máy đâu? Máy đằng kia kìa. Dạ. Anh hai ơi. Lại lấy cái máy giùm ơi. À, kỹ chịu lắm. Máy của em hả? Máy của ai? Máy xin tôi cho á. Máy xin tôi cho. Đằng hai ơi. Máy đằng kia kìa, đằng xe, đằng xe. Hình như là máy to mình nó đi cũng không được, không chưa cho các trụ phụ của mình. Anh Trung thì đang leo lần lần lên. Ba cái thằng thì chuẩn bị cắt cái nhánh gieo qua nóc nhà. Cắt cái nhánh nó xong cái nhánh đó nó bật lên ghê luôn á cả nhà. Nhánh khô, nhánh khô. Chùm tao bẻ nhánh khô bẻ không nổi. Đằng đó không có chỗ kích dây nữa cả nhà. Đang bây giờ có 3 người dính nữa. Ngượng đầu giác vô luôn. Rồi, kéo lại đây nè anh, kéo lại đóng đóng cây này luôn nè. Khỏe. Khiên vô luôn. Chết luôn, chết bắt hai luôn rồi. Trời ơi, chú đường đây, chú kéo đường đây đi. Chú đường cũng chơi ác nữa.
Rồi chết luôn. Ăn hiếp bác hai quá. Này đem vô vào trong bỏ kìa. Đi. Anh hai là. Dạ. Lấy lấy mấy cửa, lấy mấy cửa này. Rồi, mày cho bé lên. Ê bé đi vô nhà đi con. Đi con. Nó cắt cây phải đó con. Dạ. Dạ đi, đi vô con. Vô. Chạy vô nhà kìa. Vô nhà đi. Đi. Vô khô luôn đó. Dạ bác. Họ muốn làm gì đó không làm thôi, không giờ sao làm thôi. Có kiến không? Có kiến không? Còn cái nhánh khô treo toàn ten á bác ơi, giật xuống đi. Nó rớt đầu nguy hiểm. Già nó dài phải xuống nữa kìa. Già nó dài quá cho nó xuống luôn. Đu phụ cái nhánh đi cho xuống luôn đi cháu đừng. Cái thằng bên kia thì vẫn tiếp tục treo nhánh gai nản rồi. Rồi xuống rồi. Giờ anh Trung của Toàn thì kéo sợi dây luộc lớn lên nè cả nhà.
đừng treo mấy cái nhánh ở phía dưới này. Giờ gớt lên nóc nhà và rồi chốt với lại anh Tiến cắt nhỏ dục xuống dưới này nè cả nhà. Nhánh nó đưa qua xa đường dây điện quá nên ba cái toàn không có thể nào mà cắt sụ quăng ngược về đây được. Mới chiều về anh Trung thì cũng đã máng dây xong rồi, giờ anh leo xuống rồi cả nhà, chuẩn bị cưa mấy nhánh phía dưới. Trời ơi, kéo vô đường lên luôn, nhánh nặng quá nặng. Tại ở đó không có chỗ để quấn dây được á cả nhà. Giờ anh Trung có toàn leo ra cột dây treo nhánh này cả nhà. Mở dục xuống đi, con lên lại. Wow, trời chuyển mưa cả nhà ơi. Hôm qua chịu qua mưa cũng dữ hôm nay chuyển nữa rồi. Nói chung thì mới vừa cột dây ở ngoài đây nè cả nhà. Ngay đây nè. Xuống dây chút chú. Ngoài trên nữa đè dẹt kẹt dây thôi. Vừa thôi chú, dùng dữ hả? Tối quá tối cả nhà. Tiếc quá, thằng quay không đẹp cho cả nhà xem được.
Ba có toàn giờ bỏ dây xuống luôn à, cắt lóng là quăng xuống được rồi cả nhà. Dịch cho nó đừng trả lên chung á, lấy cọng dây đó luôn anh. Cái đọt nó nặng xuống, cái gốc nó đưa lên. Xuống luôn chú Đường ơi, đều tay xuống luôn. Chú Đường vẫn là người giữ cái sợi dây kia. Ủa cái chỗ đó. Oh.
dùng leo xuống luôn cả nhà. Lần tới thèm luôn. Đóng nào nó bự hết sức bự cả nhà. Chai đang đóng cay đắng. Cái chay này làm đi vô mà. Trời ơi, xỉu, xỉu, xỉu. Bà qua đây coi.
dây nó bị gài vòng đây nè cả nhà, nửa vòng ở đây nè nên nó không chạy nổi. Thôi nãy giờ chỉ mưa, giờ cái bắt đầu có nắng lên rồi cả nhà, bầu trời bắt đầu trong rồi. Cái nhánh này rất là dài và từ cái cụm dây cột treo bên đó đó cả nhà, đi qua cái nạn bên đây cũng thì khoảng cách cũng hơi xa nữa nên ba có cần phải cột lúc ở ngoài á, lúc ngoài cưa nó không sụ xuống tới đường dây điện được cả nhà. Đây cả nhà nhìn cái khoảng cách dây nè, với lại cái dây cộng cái thêm cái độ dài của cái nhánh và xuống cái đường dây điện này nè thì cọng dây nó đưa ra rất là xa luôn. Dây mà nó còn quẹt dây điện nữa cả nhà, nãy gặp ba cái toàn cột lúc trong này nữa là nó xuống thêm, ví dụ cột xích trong khoảng 1 mét nữa là nó xuống thêm 1 mét dây nữa là quẹt dây điện sâu rồi. Cọng dây đó đâu có kéo đâu, cọng dây đó đâu có kéo, không liên quan cọng dây đó anh ơi. Phụ xuống nó xuống rồi nè, dây nó siết vậy nè, đè nó xuống á. Con dây chú ơi, ba có toàn chỉ mấy anh mấy chú ở dưới cái hướng dây để kéo anh nha. Giờ chiều rồi, ba cái tầng cưa không kịp nên leo xuống cả nhà. Hết kịp rồi, hết chứ. Nhưng mà cứ
tụt quần, làm quá tụt quần luôn. Rồi để đại em dây đó đi, cột đại em đó đi. Rồi đây giờ chiều rồi, giờ cưa không kịp cái nha, gần 5 giờ rồi. Rồi giờ còn mấy cái nhánh còn lại thì mai ba con tuần tiếp tục cưa. Rồi tuần hẹn cả nhà vào ngày mai để tiếp tục xem ba con tuần cùng với nhóm thợ cưa tới cành cây xà cừ này nha.